Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phụ Nữ TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin mới nhất cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 16 tháng 11 năm 2023. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phụ Nữ TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và luôn gặp nhiều may mắn. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 16 tháng 11 tiếp đà tăng trên thị trường thế giới, trong khi đó giá tiêu xô trong nước ổn định. Cụ thể trên thị trường xuất khẩu, cộng đồng hồ tiêu quốc tế điều chỉnh tăng thêm 51 USD trên tấn, với tiêu đen xuất khẩu của Indonesia lên mức giao dịch là 4.128 USD trên tấn, với mức tăng là 1,24%. Trong khi đó giá tiêu trắng xuất khẩu tại Indonesia tăng tới 78 USD trên tấn so với phiên trước đó và giao dịch với mức giá là 6.255 USD trên tấn, tăng 1,25% so với phiên trước. Giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil vẫn duy trì ổn định trong phiên vừa qua ở mức 3.000 USD trên tấn. Còn tại Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu duy trì ổn định với mức giá là 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500g trên lít và 550g trên lít trong phiên giao dịch ngày 15 tháng 11 duy trì ổn định ở mức 3.500 USD trên tấn và 3.600 USD trên tấn. Còn giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì với mức giá là 5.100 USD trên tấn. Thưa các bạn, ghi nhận trong phiên ngày 15 tháng 11, giá thị trường hiện tại của các loại gia vị chính trên sàn Cochi Ấn Độ, giá tiêu xô và tiêu chọn tăng nhẹ thêm 2 rupee 1 kg. Hai loại mặt hàng này đang có mức giá là 595 rupee 1 kg và 615 rupee 1 kg. Ghi nhận báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập Khẩu của Bộ Công Thương, quý 3 năm 2023 so với quý 2, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang tất cả các khu vực giảm. Mức giảm thấp nhất là 9,5% tại châu Âu và mức giảm cao nhất là 38,3% tại châu Đại Dương. So với quý 3 năm 2022, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang hầu hết các thị trường và khu vực giảm, ngoại trừ châu Á tăng 24,4%. Cũng trong giai đoạn này, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang nhiều thị trường giảm so với quý 2, nhưng các thị trường Ấn Độ, Hàn Quốc, Nga thì tăng. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu duy trì ổn định với mức giá thu mua từ 68.500 đồng tới 72.000 đồng một kg. Ghi nhận tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu được thu mua quanh mức là 71.000 đồng tới 71.500 đồng một kg. Trong khi đó tại tỉnh Gia Lai duy trì ở mức 68.500 đồng một kg. Giá tiêu tại tỉnh Phú Yên sáng nay ghi nhận quanh mức 68.600 đồng một kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giá hồ tiêu là 72.000 đồng một kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Phước, ghi nhận ổn định với mức giá là 71.500 đồng một kg và tại tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu là 71.000 đồng một kg. Thưa các bạn, hiện nay đồng USD suy yếu giúp giá tiêu ở Indonesia và Việt Nam duy trì đà tăng từ đầu tuần. Trong báo cáo tuần của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây Gia vị Việt Nam cho hay, sau 3 tuần ghi nhận chiều hướng tiêu cực, thị trường cho thấy phản ứng trái chiều. Theo đó, giá tiêu Ấn Độ tiếp tục ghi nhận giảm, sau 3 tuần ghi nhận ổn định. Giá tiêu nội địa ở Sri Lanka giảm trong tuần trước. Tại Đông Nam Á thì sau 2 tuần ghi nhận giảm, giá tiêu giao dịch nội địa và quốc tế của Indonesia ghi nhận tăng trong tuần trước. Hiện nay giá tiêu nội địa của Việt Nam cũng ghi nhận tăng, trong khi đó thì các loại khác thì duy trì ổn định và không thay đổi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá hồ tiêu sáng nay trên kênh Phụ Nữ TV. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.